Hello, xin chào tất cả mọi người. Xin chào những người bạn đang xem kênh YouTube Cuộc Sống Xa Quê của mình. Sáng nay mình thức dậy, mình chuẩn bị mình đi ăn sáng này kia để mình đi chuẩn bị mình đi lễ nhà thờ. Thì mình nhìn ra ngoài cửa sổ cửa kính của mình á, nhìn ra ngoài sau vườn mình thấy hai cái thùng mà chứa nước mưa của mình á. Nó đầy nước mưa trong đó rồi, cái mình lúc mà mùa mùa hè mình quên chút cái nước đó ra để mình úp cái miệng nó xuống. Bây giờ nước nó đầy trong đó, mưa nước nó đầy trong đó, xong rồi trời lạnh nó đông đá. Hai cái lu đó nó bị đầy hết, nó rất là nặng, nó đông đá thành cái trái nó rất là nặng. Mà không hiểu vì sao sáng nay mình nhìn ra ngoài cửa mình thấy nó bị ngã, một cái thùng nó bị ngã xuống. Mình cứ nghĩ nói ủa chắc có lẽ là bị cái con gì nó làm đổ, chứ gió thì không thể nào mà xô nổi, mà cái thùng nó nặng, cái thùng nước mưa mà nó bự cái thùng mình chứa nước mưa nữa. Nên lát mình quay mọi người coi, mà nó đông đá là cứng, nó nặng lắm mà nó lật nó đổ xuống. Con nai thì cũng không làm nổi, con mấy con nhỏ nhỏ là không bao giờ làm nổi, chỉ trừ con gấu, mà ở đây thì không có gấu, đây mình chưa thấy gấu. Thì mình nghĩ chắc lẽ nhiều khi người người vô đó rồi chắc đi lại ngay chỗ đó, mình gắn cái đèn chỗ gà gác cho nó gọi vô, khi ai tới có sensor nó cháy lên, hay là mình nghĩ ai lên đó làm cho cái bóng đèn nó đừng có cháy rồi làm ngã cái thùng. Mình cứ nghĩ lung tung này kia, mình không biết lý do làm sao hết trơn. Để một lát bây giờ mình sẽ đi ra mình coi coi lý do làm sao mà cái thùng nó ngã, chứ bây giờ thấy nó lạ quá. Mà nhìn xung quanh thì không có thấy mất mát, không có thấy gì hết, chỉ là ngã cái thùng nó xuống. Và bây giờ mình đi ra, mình dẫn mọi người đi ra mình coi coi cái thùng nó bị gì mà nó ngộ quá. Cái bây giờ là gió không thể nào mà nó ngã được cái thùng đó, mà con nai con gì đi nữa nó cũng làm ngã nổi cái thùng đó, mà cái thùng lại nằm chỏng trơn ngoài đó. Đi mình dẫn mọi người đi ra cho xem ha. Bây giờ mình đi ra mình coi coi cái thùng này tại sao mà nó ngã đây mọi người. Nó đông đá rồi, nước đầy ở trong này hết. Hồi bữa mình quên, mình không có chút bỏ nước hết, chút cái đầu nó xuống để mùa đông nó không ấy. Bây giờ nước nó vô đây quá trời, cái thùng này rất là nặng, không thể nào mà gió ngã nổi, mà cũng không con gì mà nó làm cho ngã được. Đó, mình có hai thùng để mình chứa nước mưa mà mình quên cắm cái đầu nó xuống. Cái này trường hợp là có cái người lên đây, có thể người ta lên đi người ta làm cho nó tắt bóng đèn không, làm cho nó ngã hả? Cũng không phải, đứng tới mà cái con này chỉ là con gấu rồi nó làm bể một cái bình bông của mình. Cái bình này mình cổ năm 79 bây giờ bể ổn quá. Mình cứu mình coi coi tại sao mà nó ngã cái thùng này. Mình biết rồi, thì ra là nó bị đông đá này mọi người, nước ở trong á nó đông đá, cái nó phùng cái đít thùng này nó phù lên, bây giờ nó tự nó lật luôn chứ mình nói trời ơi hèn gì làm sao mà có thể mà ngã cho được. Cái thùng này rất là nặng, đầy nước ở trong. Đó, cái kia nó cũng đang bị nở nở ra, cái này mà xô nó cũng ngã nữa nè. Nở nở đúng rồi, mình ở trong nhà mình không biết nguyên nhân, mình cứ nghĩ đó, bây giờ là chắc mình phải đập cái này ra thử coi nó có chín nước nước cái giữa không, cho nó chảy với, để không thôi nó nứt nó bể cái thùng nữa. Giờ mình lấy búa mình đập nó thử coi chính giữa nó có nước không, để cho nó chảy nước ra một chút nó xuống, chứ để nó đặt đặt đá lại hết là nó bể cái thùng của mình luôn, không có thùng chứa nước mưa. Cho nước nó chảy ra hết để mình trút cái thùng xuống được, chứ để nó đặt hết cái đó là nó bể cái thùng của mình luôn.
cái đồng đan. Cái thùng kia xuống mình đập cho nó chảy nước bớt luôn, chút nó xuống để bể cái thùng của mình. Cho một lớp đá dày cái này ở ngoài, mấy cái hồ chắc nó cũng bị đông đá hết. Rồi bây giờ mình quay gần cho mọi người coi nè, đông đá, một lớp đá dày nè. Cái mình kia vậy nè, xả nước ra để mình chổng đầu nó vậy mới được, để nó bể ra, nó đông đá, nước đá trong này là nó làm bể cái thùng của mình, không có thùng nước mưa. Ra đây mình quay cho mình coi cái vườn cây của mình nha. Mùa này cây gì mà sống nổi, nhưng mà có một cái loại này sống nổi thôi. Đó, hiện giờ là nó có đang âm 6 độ C đó mọi người. Đây, cái này là cái củ kiệu nè mọi người, nó vẫn sống xanh lè luôn. Mấy cây gì cũng chết hết mà kiệu nó sống nè, nước đông đá mà kiệu sống. Củ kiệu hay lắm, nói sao mình sẽ gầy giống ra. Mình có một cái thao kiệu đó, dưới bên kia một cái bờ nữa. Cái này đông đá này, cái này trồng rau đông đá thôi. Chị qua anh đây coi rau cần nước, mấy chậu rau cần nước đông đá, tất cả đều đông đá hết. Chỉ có đó, đó trong đó đó, trong cái bờ đó là cái củ kiệu á. Cái với lại hành, hành nó sống được đây, hành lá nè mọi người, hành lá sống được nè. Đó, lạnh vậy nó quéo quéo mớ lá vàng nhưng mà đọt nó vẫn lên. Đó, mấy kia chết hết, dâu tây thì cũng ok. Vô tay chịu nổi, đang lạnh quá mình chạy mình quay chút xíu, lâu quá không có clip cho mọi người xem, giờ chịu ra lạnh chút xíu đi. Cây cối nào sống nổi, romery cây này, cây hương thảo này sống được luôn. Cây này nó chịu lạnh, hôm bữa mình không biết mình đem vô trong nhà nó bị chết. Đây củ kiểu nè mọi người, kiểu của mình đó, củ kiểu cũng sống ha, xanh lè ha. Đó, mình được một cái ô này với lại một cái thao kia nữa, mình chiết nó ra năm sau mình trồng nhiều á. Củ kiểu hay thiệt á, hè nó gục xuống nó tự mọc lên, nhưng mà củ kiểu thì nó sống.
Củ kiệu sống được xanh luôn á. Đã luôn rồi, đóng một lớp dày luôn cho mà. Tại trong nó đặc không nổi. Để cho nó chảy nước ra. Cho nó chảy nước ra bớt một chút xuống. Nước này chút xíu nó đông lại luôn. Nó là nước này. Đi qua đây tập cái này một cái nữa cho nó đúng sâu sâu chút. Dài dữ. Cái này dài dữ. Cá này dài. Cái này dài tốt ở trong luôn. Anh mới chắc ha, chờ xíu nó đi vô. Này không có tiết nhiều nhưng mà nó rất lạnh. Thì coi cái bụi bạc hà của mình trồng lên. Ủa, có thể mai mốt nó lên được. Mùa hè nó có thể nó lên được, có cây nó lên, có cây nó cũng lên. Bữa hôm mình nuôi được để dành được mấy chục bao đất nè mọi người. 20 bao, một bao 6 đồng 70 mấy. Xem một lớp nó bán. Đất này tới mùa hôm được khô nó bán tới 9 đồng một bao. Mình thấy 6 đồng mấy thôi cũng lời, mua mấy chục bịch cũng lời ra được nữa. Mình mua 20 bịch. Bữa nào rảnh mình mua thêm mớ nữa mà không khỏi đi mua. Lúc đó đông người xếp hàng kia chờ lâu, bây giờ vừa rẻ mà vừa mua dễ nữa. Thầm đi vô mùa lạnh quá rồi. Mặt mình chắc đỏ hết luôn. Chưa đông đặc không? Nó gọi hồ gì chứ nó đông. Bước xuống là thấy sụp liền á. Thấy cái gì cái bước xuống nó sụp ra. Đã. Mà nó còn mỏng á, bước xuống nó chạy mà nó thiệt dậy rồi mới đi được. Bước xuống là sụp liền á. Sập một cái là lạnh chết luôn á. Dậy cho đi ra được không? Té chơi cái hả? Đi ra vô không được luôn. Lạnh kia thử đó. Chạy té á. Chưa cứng. Đằng đó nó cứng nó mà. Đi ra sợ nó sắp nó lọt dữ luôn á. Chị dám ra đâu? Nó
Đi vô hết nữa. Ngoài kia hết cũng vậy. Đây chính là con suối nè. Con suối này mùa hè cây cối nó chỗ màu rất là đẹp. Bây giờ thời tiết nó âm độ rồi, bữa nay nó âm 6 độ C. Giờ nó đông đá, nhưng cái này nó đông còn ít lắm. Mà bữa có khi nó đông dày đi trên đó được luôn. Cái này mới lớp mỏng đi là nó bị thụt. Nãy anh lấy ra miếng mỏng đó. Chưa đông hết nhiều, chưa đẹp. Nó bây giờ đi về đi ha. Dạ, con suối nó đập từ từ rồi đó. Con chó quỷ.